là là, cảm ơn em dài rót rất khéo. Em xin phép ạ. Anh chắc là ở bên nước ngoài lâu lắm rồi đúng không ạ? Ừ, anh đã xa đất mẹ rất lâu rồi em ạ. Lâu là bao lâu ạ anh? 2 tháng em ạ. 2 tháng cũng lâu thật anh ạ. Trong suốt thời gian anh ở phương Tây, anh đã thấm nhuần tư tưởng cũng như là văn hóa ẩm thực của phương Tây. Ở phương Tây ấy, người ta ăn tới đâu sẽ gọi món tới đó, chứ không như ở Việt Nam mình cứ gọi bừa phứa ra rồi ăn không hết. Mà ăn không hết ấy, nó là một cái tội đó em ạ. Em ơi. Dạ. Lại đấy anh nhờ chút. Dạ anh chị cần gì ạ? Em cho anh một salad sẽ. Dạ, salad ạ? Ừ. Dạ vâng, có ngay ạ. Nào, để cho tôi được chúc mừng người đẹp của tôi. Mời em. Rượu rất ngon. Dạ, chúc anh chị ngon miệng. Ừ, cảm ơn em. À không, ở phương Tây ấy là người ta không có gắp cho nhau. Em tự gắp nhé. Dạ vâng. Rất ngon. Very ngon. Anh ơi, món này em ăn cũng đủ rồi ấy. Hay là mình gọi món chính được không ạ? Em thích ăn món gì? Dạ, em thích ăn chim ạ. Em ơi. Dạ. Em cho anh món bớt xe. Bớt xe ạ? Ừ. Bớt xe là món gì hả anh? Bớt là chim, xe là chia sẻ. Dạ. Bớt xe có nghĩa là chim sẻ. Bớt xe, chim sẻ. One bớt xe. One bớt xe là gì ạ? Là một con chim sẻ đó em. Một con ạ? Ừ. À, dạ vâng ạ. Ừ. Nào, mời em. Rất ngon. Đây rồi. Chim của anh chị đây ạ. Cảm ơn em. Anh mời em. Dạ. Very very ngon. Vừa nãy em ăn đùi rồi, bây giờ cái đùi này sẽ là của anh. Anh ơi, hết chim rồi. Vào đấy rồi. Hay là mình gọi con gì to hơn được không anh? Em muốn ăn con gì? Ăn gà đi ạ. Em ơi. Dạ. Sao anh gọi món? Dạ, anh dùng gì ạ? Cửa hàng của nhà mình có gà không em? Dạ, có gà anh ạ. Tốt lắm, cho anh gà bỏ lò. Gà bỏ lò có luôn ạ? Dạ. Em, anh nhờ chút. Gì nữa ạ? Bây giờ anh muốn đổi sang gà nướng than có được không? Dạ, có gà nướng than ạ. Chuyển gà nướng than. Dạ, vâng ạ. Khoan. Anh nhờ. Dạ gì nữa ạ? Bây giờ anh muốn hỏi là gà của nhà mình có tơ không? Gà rất tơ anh ạ. Có ngon không? Tơ thì phải ngon chứ ạ. Không mắc cúm chứ? Dạ gà rất khỏe mạnh anh ạ. Vậy thì bây giờ em hãy cho mình một cái cánh gà. Anh ơi. Hả? Nhà em bán gà nguyên con chứ nhà em không bán cánh riêng đâu ạ. Nhưng mà anh muốn ăn một cái cánh gà riêng có được không? Được anh ạ. Phục vụ nhanh nào em. Nào, mời người đẹp của tôi. Người đẹp của tôi hãy uống rượu lên cho má nó hồng. Em ăn rau đi.
Em ăn. Anh ơi, không ấy anh hỏi xem là nhà hàng làm xong chưa chứ em đói quá anh ạ. Em trai ơi. Em đây anh. Thế cái cánh của anh đã xong chưa? Bạn gái anh rất đói rồi em. Dạ, đã làm đâu mà được ạ. Hả? Tại sao em lại chưa làm? Dạ vì nãy anh chưa dặn em là làm cánh bên trái hay là làm cánh bên phải ạ. Cho nên em chưa dám làm ạ. Hả? Đúng không anh? Đúng không anh ạ? Đúng rồi, đúng. Thế thì bây giờ anh cho em biết là anh ăn cánh gà bên phải hay anh ăn cánh gà bên trái ạ? Em cho anh một cánh gà ở phía bên phải vì bên phải là bên thuận mà, có đúng không? Anh chờ nhá. Ừ. Ô la la anh ạ. Ô la la, tốt lắm. Cánh phải ạ, dạ. Làm nhà anh giúp anh ạ. Cánh gà ở phía bên phải ấy, nó mới là cái cánh thuận. Mình phải gọi cánh phải thì nó mới phải, có phải không em? Phải phải cái... Phải! Đi ra! À, mày đi ra ngoài ăn ốc còn hơn. Bố tổ sư Tây lên trận ta. Loại trưởng giả học làm sao? Wow. Trời bậy như vậy thật là vô văn hóa. Vậy thì làm sao có thể thấm nhuần được văn hóa của phương Tây đấy? Anh ơi, em nghĩ là anh nên đi khám mắt đi. Đợt này anh dùng điện thoại quá nhiều, hết điện thoại lại quay ra tivi rồi máy tính. Em sợ anh bị cận mất đấy. Hôm nay vợ anh ăn cái gì mà lại tự nhiên lại dịu dàng và lại quan tâm đến chồng nhỉ? Thôi thì mai anh đi khám. Thôi, ngay bây giờ em có thể kiểm tra mắt cho anh được. Thật đấy. Anh nhìn thấy cái gì kia không? Cái túi ni lông. Màu gì? Màu đen. Túi đầy hay túi rỗng? Đầy. Ây da, thị lực vẫn tốt quá nhở. Thế mà một ngày anh đi qua cái cửa biết bao nhiêu lần, anh nhìn thấy cái túi rác thì anh lại cứ súp lơ đi. Em lại cứ tưởng anh bị cận cơ. Thế bây giờ anh ngồi đấy làm gì? Anh đang chơi dở nốt ván cái. Đứng dậy vứt ra. Nhanh. Vứt rác không thôi mà cũng cứ phải tạo drama. Đàn ông người ta phải làm việc lớn chứ. Đi! Vứt rác! Anh! Nhanh lên em ơi! Dám vỗ mông mợ tao á? Mày thích chết à? Ôi đấy, thế thôi mà. Thằng nào gây răng này? Tí tuổi này gây răng này. Làm sao mà lại có được mấy người yêu? Anh yên tâm, bên em đã có công nghệ cấy ghép răng implant flaplet, không rạch lợi, lên răng tức thì sau khi cấy, đảm bảo cả tính thẩm mỹ và ăn nhai. Nhưng mà cái quan trọng á, nó có lâu không? Rất nhanh, làm xong cái được về luôn. Yeah. Ừ. Từ sau rồi không bao giờ liên quan đến đàn bà nữa. Nói tóm lại là không liên quan đến đàn bà thì không được đâu. Ừ. Chỉ có cái là từ nay trở đi là ông phải rút kinh nghiệm. Thế nào? Bây giờ là ông không hành động trước. Ừ. Mà ông nói trước, xong sau đó ông mới hành động sau. Nói xong mới hành động. Ừ, hiểu chưa? Để nhớ rồi. Ừ, thế thôi đi nhá. Chào em, anh đi. Đưa làm cẩn thận. Đau quá. Ôi dồi ôi, dàn hoa đẹp thế. Chồng ơi, về chồng phải làm cho em một dàn như này nhá. Anh chụp cho em kiểu ảnh đi, em đứng đây.
Thôi, đi chụp đi. Chú. Nhanh lên. Đây. Đây 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 đây. Sao xem xinh không? Đẹp không? Đẹp không? Hoa đẹp không? Ừ, bình thường. Trời ơi, đã không chụp ảnh cho người ta thì thôi. Sao người ta chụp còn chê xấu à? Anh xấu, anh chê tôi xấu. Thì anh đi cho con khác đi. Đồ quá đáng. Ngày xưa thì chụp cho từ sáng đến tối, bây giờ anh thay đổi rồi. Có chuyện gì đâu, đi về nói. Tôi không nói, tôi chả nói gì với anh cả nhá. Để mà vừa vừa thôi, tôi không quan tâm. Đi về, đi về, nói xong. Tôi không nói chuyện với anh nữa. Em ơi, có chuyện gì đây em? Mẹ đấy. Mẹ Thiên Hạ đấy. Mẹ Thiên Hạ. Anh thay đổi á? Ôi, tôi về đây. Thế là về à? Mẹ ơi. Mẹ nào? À không, dạ đầy đủ nó phải là Mẹ Thiên Hạ ơi. Dạ mẹ đánh rơi đạo đức rồi ạ. Anh chửi tôi à? Không không, mẹ đánh rơi đạo đức rồi. Mày chửi tao. Điên. Đánh rơi đạo đức rồi, nó cũng đánh vỡ cả mồm gây răng rồi. Sơn có phải không? Ô, thế lại bị sao đấy? Lại gây răng rồi. Ô thế à, thế thì lại nha khoa Rio thôi. Tôi răng rơi rồi. Này, nhưng mà bạn có làm theo lời tôi dặn không? Có à, vẫn làm theo rồi. Đều nhỉ, thế mà lại gây răng. Đều.